Đấy, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay giới thiệu anh em một con xe nâng 2.8 này nè, con này về được 2-3 ngày rồi mà mấy bữa trước mưa quá mình cũng không quay ha. Con này phải nói là đẹp xuất sắc luôn nè, mọi hình không thể chê đâu được, chạy im dữ lắm luôn ha. Xe là phải nói là đẹp ha, zin hết từ A đến Z luôn nha. Con này thì chạy rất là vững luôn. À, máy đang nổ máy nha nè, chạy thì thầm thôi, ngoại hình thì không phải chê được, bốn cái bánh đặt luôn nha nè, nước sơn zin toàn tập. Và đặc biệt điều nữa, con này số tự động nha nè, số động à, máy móc rồi là chưa có đụng địa gì hết ha. Càng thì cũng rất là dài luôn, to ha, càng này là 1m15 nha nè, 1m15. Mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo luôn ha, tem kiểm định đầy đủ luôn, các kiểu luôn ha, là máy móc là khô gan, không có miếng nhớt miếng nhau nào hết nha. Em thấy nè, đùi bọng là ok hết. Đây, thông tin kỹ thuật của cái xe đây nè, con này thì Nissan U6Z02 ha. Đó. Con này thì nặng 3.955 kg ha, khung cao là 3m, khả năng hạ cơ bản thôi. Con này nó không để năm anh em ơi, đời này thì chắc cũng 2000 mấy rồi. Con này chạy rất là ít luôn anh em nè, chạy có 1739 giờ thôi ha. Màn hình là đẹp, xe đang hoạt động nha, đang nổ máy nè, tắt máy đây nè, tắt máy lên nè. Xe số tự động, nâng hạ cơ bản rồi, dỡ hộp xe lên cho anh em. Đây. Con này thì máy xăng nha anh em, máy nguyên zin, máy của Nissan luôn nha. Gia bằng Nissan. Con này là nguyên zin hết, mình chưa đụng địa gì hết nha anh em. Nó là đẹp cực kỳ luôn á, khô ráo. Bình đó đó. Máy đây. Thì máy này thì bằng với con máy của con 2 tấn rưỡi rồi là nó một đó anh em. Để anh quay bên kia ha. Đây. Đó. Nissan Javan ha. Máy rất là đẹp luôn. Con này mình về không đụng địa chứ anh em. Cái bình là cái bình zin của nó, về là chạy luôn, không làm gì ha. Đó. Đây là nguyên của vàng cầu chì của nó đây nha, tôi để đây. Rồi, đậy lại đi. Này ben ti ben của cái nắp còn ok luôn nha nè. Rồi, ben hơi. Ghế này thì mình bọc mới nha nè. Cái này ghế này bọc mà bọc da là da xịn luôn nha, bọc theo đúng cái trò kiểu zin đó luôn ha. Bọc cái ghế này cả triệu bạc anh em nha. Bọc không có tiền bọc không đó nha. Nổ máy thì rất là im luôn. Ghế này thì anh em có thể kéo trước kéo sau đều được ha, và ngã ra ngã vô đều được. Rồi kéo nè, đẩy nè, đẩy không, nó hơi gích thôi xíu thôi, kéo ra kéo vô ngã đồ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nổ thử, test thử luôn. Con này thì anh em thấy nè, bốn cái kính sau, cái đèn sau, ôi cái hai cái đèn sau là đèn zin ha, hai kính chiếu hậu ha, và hai đèn nhan trước zin hết ha, hai cái đèn ấy luôn. Khung cao 3m, nâng hạ cơ bản. Mấy con này thì xăng nên rất là rẻ anh em, trăm mấy anh em ơi, trăm mấy chục triệu ha. Chạy ok ngon lành hết. Sẵn có con đó đang để cái thế này, em đưa vô em nâng thử cho anh em xem luôn ha. Máy thì chạy im ru mà đứng kế bên anh em không nghe đâu nha. Số tự động nên chạy rất là nhàn tay và rất là bền anh em ơi. Nhàn chân chứ. Con này nặng 2.5 tấn nha anh em, con mà đang nâng khoảng nặng 2.5 tấn. Con này là Mitsubishi ha, số Mitsubishi. 1.4 tấn nhưng mà có sàn càng rất là nhẹ nhàng nha nè, ok ha, ve luôn, ve luôn.
Ê, coi cái càng có quẹt vô xe không kìa. Thôi đi thôi đi, để con xe này nó dài quá, cái càng sợ quẹt vô tùm lum á. Thôi nhích nhích vậy được rồi đó. Ok, ngon lành hết nè. Rồi được rồi, hạ đi nha, chạy rất là ok luôn, im ru luôn nè. Đó, em thấy không, nâng con này 2,5 tấn mà chạy rất là im luôn. Con này cái càng hết hồn luôn. Con này là con 1,4 tấn về cô cùng một đợt với con này, mà con này thì em chưa quay nó hơi xấu nha. Con này nè 2,4 tấn 90 là đó, 2,4 tấn 90 như 2,5 tấn nè. Xe chạy thì không có khối gì hết nè, thắng ok ngon lành hết, full chức năng. Rồi dở lên ra cái nữa, dở lên nghe tiếng máy khi mà hoạt động cho anh em ha. Con này phải nói là chạy rất là chuẩn luôn, thì rất là phù hợp cho anh em nào mà cần nâng tải trọng lớn nhưng mà kinh tế thấp, lâu lâu nâng lần ha. Đó, chạy im vậy thôi nè, im ru đỡ lắm ha. Đó nè, rất là im luôn. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0908 875 468 ha, và đến cửa hàng em ở 465 467 đường DT743B Dĩ An, Bình Dương để xem con xe ha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em có một ngày thứ ba thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Đừng quên để lại cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha anh em.